Xin chào tất cả các mọi người. Trong video này kênh kho tư liệu xây dựng xin kính giới thiệu quý vị về một quá trình thi công của hệ kèo bê tông mái kết hợp với xà gồi sắt hộp của khu mái biệt thự lợp ngói trong một cái công trình nằm ở khu nhà bè. Công ty cổ phần dịch vụ đồ cúng Tâm Linh chuyên cung cấp mâm cúng trọn gói, mâm cúng động thổ, mâm cúng đổ sàn, mâm cúng nhập gạch về nhà bới, mâm cúng khai trương, mâm cúng xe và nhiều mâm cúng khác, giao hàng tận nơi 24/24 với hơn 8 năm cung cấp dịch vụ đồ cúng trọn gói. Nhắc đến đồ cúng, nghĩ đến Tâm Linh. Tổng đài 1900 636 815, website www.docungtamlinh.com.vn. Thì đây là chúng tôi đã sau khi thi công những cái hệ dằn bên dưới. Ở đây là tầng mái, chúng tôi sẽ sử dụng thi công trước cái hệ dằn bên dưới. Đối với cái phần mái biệt thự này thì chúng ta có hai cách để thi công thông thường. Là chúng ta sẽ thi công hệ dằn xong, là chúng ta sẽ lợp những cái kèo thép nhẹ mà kẽm. Hoặc là chúng ta có thể thi công như thế này, là chúng tôi đã đổ những cái dầm bê tông xiên lên trên cái hệ dằn mái, hệ dằn áp mái. Sau đó chúng tôi sử dụng sắt hộp mà kẽm để chúng ta thi công lợp ngói bên trên. Thì đây là cái hệ mà chúng tôi sử dụng sắt hộp mà kẽm. Ở đây là gọi là hệ 3 lớp. Thì các bạn có thể thấy là có những cái lớp bên dưới như thế này, là một là lớp xà gồ 6-12. Bên trên thì chúng tôi sẽ sử dụng cây rui 5 vuông 5. Và trên cùng thì chúng ta sử dụng những cái cây mè 25 vuông. Đây là gọi là hệ 3 lớp, bởi vì theo chúng ta đính là 1 lớp nè, 2 lớp, 3 lớp. Và bên trên thì chúng ta sẽ lợp ngói. Ngói ở đây thì chúng ta sẽ lợp ngói đỏ của Đồng Nai 22 viên trên 1 mét vuông. Thì xíu chúng ta sẽ quay cho các bạn xem tiêu chuẩn thi công của cái máy ngói này. Đó, thì các bạn sẽ quan sát. Những cái cây 62 này thì chúng ta sẽ sử dụng cái loại sắt hộp dày 1 ly 8. Và khoảng cách của những cái cây 62 này thì các bạn xem cái mét bên kia, mà máy điện kia thì chúng ta sử dụng khoảng từ 60 đến 80 phân độ dày để chúng ta chịu lực cái khung đỡ của cái hệ máy ngói bên trên. Đây chúng tôi đã tính toán theo đúng cái thông phong thủy của cái hệ chúng ta gắn những cái cây xà gồ 62 này nè. Chúng ta sẽ chia ra làm 5 cây một bên thì nó sẽ vào cái chữ sinh. Ở bên trên thì chúng tôi sẽ xếp lợp những cái hệ thứ hai là hệ cây vuông 5. Vuông 5 thì khoảng cách giữa vuông 5 là khoảng 1 mét. Thì vuông 5 này chúng ta dùng cái độ dày là 1 ly 4. Còn bên trên cùng thì chúng tôi sử dụng cây vuông 25. Vuông 25 này thì tùy vào cái loại ngói. Đối với những cái loại ngói thông thường thì chúng ta sẽ sử dụng từ 30 đến 33 cm, một khoảng cách của cái mè. Nhưng mà đối với cái loại ngói Đồng Nai đỏ này thì chúng ta chỉ sử dụng khoảng cách là 26 phân 5 ly. Chúng ta sẽ đo cho các bạn xem cái khoảng cách giữa cái cây mè. Nó hơi khó thấy vì cái này hơi cao. Từ mép này tới cái mép bên này là 26 phân 5 ly. Hoặc là từ tim tới tim cũng 26 phân 5 ly, toàn bộ đều hết. Thì chúng ta thi công. Lưu ý những cái quá trình thi công này thì chúng ta sẽ lưu ý những cái vị trí giao mái. Ở bên đây chúng tôi thì có hai cái vị trí giao mái hai bên, một là bên phía tay trái và bên phía tay phải của chúng tôi. Đây thì tôi đang đứng ngay chỗ vị trí cái bồn, cái sàn bồn nước. Ở những cái vị trí giao mái này thì chúng ta sẽ đặt những cái tấm inox dày 5 gem. Chúng ta sẽ lặn theo cái kiểu máng xói luôn để chúng ta thu nước. Nếu mà có nước nào mà lọt vào giữa hai cái vị trí giao mái thì chúng ta sẽ có cái hệ thống máng xói để chúng ta hứng nước này, để đảm bảo là nó không bị rò rỉ hay là nước nó bị giọt xuống bên dưới. Các bạn có thể xem toàn cảnh về cái khu mái biệt thự chúng tôi sử dụng sắt hộp. Đó, những cái vị trí mà chúng tôi chấm hàng thì chúng tôi sẽ sử dụng sơn chống rỉ. Chúng tôi phun lên toàn bộ cái vị trí các mối hàng để chúng tôi đảm bảo là trong thời gian dài những cái mối hàng này nó sẽ không bị rỉ sắt. Cái quy trình thi công những cái mái này thì lưu ý thêm một số cái vị trí mà chúng tôi đang thi công như các bạn thấy trên video á, thì chúng tôi sẽ chống thấm luôn cái hệ thống xeno mái chạy vòng xung quanh. Bởi vì những cái mái này thì có những cái đuôi mái nó lìa ra rất là nhiều, việc để chống thấm hay là cán hùa sau này tạo dốc
thì nó rất là khó, nên buộc chúng tôi phải thi công những cái công đoạn chống thấm và cán cái những cái xeno vòng xung quanh này trước khi chúng tôi lập mái ngói. Thì hôm nay chúng ta đã chống thấm xong rồi đó, chúng ta sẽ ngâm nước khoảng 24 tiếng để chúng ta kiểm tra, rồi sau đó chúng ta sẽ cán xong, chúng ta sẽ lập mái ngói thôi. Và các bạn sẽ đi ra phía bên kia, chúng tôi sẽ quay cho các bạn xem về cái việc lắp đặt mái ngói. Thì đây chúng tôi sẽ quay cho các bạn xem về cái chủng loại thép nó có in sẵn ở trên những cái cây thép. Ở đây chúng tôi sử dụng thanh thép của Việt Thành Long An. Ở đây là cây mè vuông 25 đó, đây là 1 ly 2, dài 6 mét một cây đó. Còn những cái cây mà sắt hộp vuông 5 này thì chúng tôi sẽ sử dụng cũng của thép Việt Thành Long An luôn. Đây là cây vuông 50x50 và dày 1 ly 4, cái này cũng dài 6 mét. Còn sắt hộp 62 thì cũng vậy, nhưng mà cái này thì sẽ dày 1 ly 8. Rồi chúng ta sẽ đo cho các bạn xem mà tiếp theo những cái kích thước của những cây mè. Đây là cái ngói chúng tôi thì 26 phân 5 ly, toàn bộ là 26 phân 5 ly. Ta sẽ, đây là viên ngói của ngói đỏ Đồng Nai. Ngói đỏ Đồng Nai này thì theo định mức của nó là 22 viên 1 mét vuông. Chúng ta cái kích thước mà 26 phân 5 ly thì chúng ta tùy vào cái g của viên ngói mà chúng ta bố trí. Thì đây chúng tôi đã đo thực tế, cái này là khoảng 26 phân 5 ly. Đây chúng tôi làm đúng luôn, từ cái g bên dưới đến g bên trên để chúng ta ốp cái viên ngói này lên trên. Thì đây các bạn sẽ qua bên này chúng ta xem việc chúng ta để thi công lợp mái ngói. Đây anh làm là đi cho mọi người xem. Ở đây chúng tôi khi lợp mái ngói thì chúng tôi sẽ kéo một sợi dây từ trên đỉnh xuống tới cái đáy để chúng tôi xác định cái độ vuông ke của cái những cái lớp ngói. Ta sẽ canh chỉnh để nó khỏi bị mất cái đoạn ke thẳng từ trên dưới trong quá trình chúng ta thi công lợp rất là nhiều như thế này. Ở đây là chúng ta sẽ lợp theo cái những cái sóng lớp trên thì nó sẽ so le với cái dao mái dao giữa hai viên ngói đó, thì lớp trên nó sẽ nằm so le với lớp dưới. Tất cả ngói thì chúng tôi đều sử dụng vít để bắn giữ ngói toàn bộ. Đây là toàn bộ quá trình mà chúng tôi thi công một cái mái ngói biệt thự giữa cái hệ khung bê tông kết hợp với cái sắt cà cuộn để chúng ta làm mái ngói. Chúng tôi đã giới thiệu toàn bộ cái công đoạn thi công.